Nam mô Bố Thầy giá, dạ thưa đạo tràng, có nghe được lời con không ạ? Dạ sa thú cô Trần Đạo. Dạ con xin kính tri ân sư Minh Thông đã thay mặt chư tăng để truyền tâm quy và bát quan trai giới và chúc phúc cho đạo tràng của chúng con trong buổi học ngày hôm nay. Bạch sư. Uttamange na vande hang ba da bang sung wa ru tamang bu the yo kali to do so bu tho kama tu tang mamang Uttamange na vande hang tham man cha du vi thang wa rang tham me yo kali to do so tham mo kama tu tang mamang Uttamange na vande hang sangham cha du vi tho tamang sanghe yo kali to do so sangho kama tu tang mamang yang kinh chi ku sa la kam mang can tam bang ki ri yang mama ka ye na wa cha manasa ti da se su ga tang ka tang ye san ta san ni no an thi ye cha san ta san ni no ka tang pu nya pa lang mei hang sam be pa gi pa wan tu te ye tang ka tang su wi di tang đinh năng pu nya pa lang ma ya ye cha tam thana cha nam ti de wa gan toa ni we da dung sam bê lô cam hi dê san ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhân phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti karani yaman tha ku sa lê na yam tăng san tăng đăng a pi sa manh cha san cô chu cha su chu cha su wa chu cha sa mu du a na ti ma ni san tu sa cô cha su pha rô cha am ba kinh cho cha san la hu ca vua ti san tinh tri yo cha ni pa cô cha âm ba gấm phô cù lê su văn an u gân thô na cha khuất đăng sâm ma cha rê kinh chi dê na huynh nhu ba rê ô ba wa đê dung su khi nô wa khê mi nô hòn tu sâm bê san ta pa quán tu su khi tan ta ye ke chi ba na phu tận ti ta sa wa tha wa ra wa na wa si sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka anu ka thu la đinh tha wa ye wa an đinh tha ye cha du re wa san ti a vi du Ti phụ ta wa sam pha quê si wa sam bê san ta pha quán tu su khi tan ta na ba rô ba răng ni cùng bê tha na ti man nhê tha cánh tha chi năng kinh chi pya rô san na ba thi kha san nha năng nha man nha sa đúng kha minh chê ya ma ta ya tha ni yang bu ta na yu sa e ka pu ta ma nu rang khe e wam bi sam ba phu te su ma na sam pha wa ye a pa ri ma nang mẹ tân cha sam ba lô ca minh ma na sang pa wa ye a pa ri ma nang u thang a tho cha ti ri yan cha sam ba thang a huế rang a sa bát tăng tinh thanh cha rang ni sinh nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ga ta minh thô e tăng sa tinh na thính thay ya pam ma mê tăng vi ha rang ni tha ma hồ đinh thinh cha nô ba gam ma si la wa da sa ne na sam pan nô ca mê su vi nê và ghê thăng na hi cha tu gấm pha xê giăng bù na rê tì tì sang sa rê
Sansaran ta nang sambadung kawina sane santa thamme cha bon chang ge ma ra se nam ba man dino pua chi toa ye bi me santa ti pa wa mun ta ku ta ma a cha tin a cha ra pya thin na ma tang nim pha ya Sangata eva madi gunu betang ane kaguna sangaham O satan chai mang mantang bo chang gantam panamahe Bon chang go sati sangkato Thammanang vichayo tatha viviyang piti pasati Bon chang ga chat tatha bhare Samma tu bánh kha bon chang ga san te te sam ba da si na mu ni na sam ma dang kha ta pha vi ta ba hu li ka ta san quan tan ti a tin nha ya nim ba na ya cha bo thi ya e te na san cha quan che na son thi te ho tu sam ba da Ekasmin samayena tho mong gan la nan cha ka sa bang ghi la ne đúng khi tê đi xoa bon chang ghe san ta đê sa di tê cha tăng a phi nan de toa lô ga mum chinh su tân kha nê e tê na san cha wan che na son thi tê ho tu sam ba da Ekada thamma ra cha bi ghe lan nye na phi bi li to chuôn đan thế rê na tan nye na pha hòa bên toa na sa đà răng sam mô đinh toa cha a ba tha tam ha vua tha si tha na so e te na san cha wan che na son thi te ho tu sam ba da ba hi na te cha a ba tha tin nang nam bi ma he si nang mang ga ha ta ki le sa wa ban ta num ban thi tham ma tang e te na san cha wan che na son thi te ho tu sam ba da Nắc mô vứt thà giá, nắc mô thầm mà giá, nắc mô sằng khà giá. Dạ con Nguyên Như con xin thành kính đảnh lễ tới Đại Đức Pháp Nguyên Thông và cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ con xin kính lễ toàn thể đại tràng. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mít lại cho cô Nhật Quỳnh để cho cô điều khiển chương trình học của ngày hôm nay, thưa cô. Sa thủ kính kiểm ơn từ rất là nhiều nhà chưa kịp tặng hoa là giao mít rồi. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ cảm ơn chị Meta. Nhưng mình cũng được kịp đảnh lễ để được Nguyên Thông thì sự cũng phải rung luôn. Dạ Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con đành thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Bình mến chào Nguyên Như, kính chào chị Meta, kính chào Sức Hiền Hòa, kính chào Lucky Hắc Sáu, mến chào Trang Thư, mến chào Sức Trần Đạo, kính chào Tam Quý, kính mến chào Thi Lâm. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng và sa thú thành thai kính cảm ơn Nguyên Như đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ hôm nay thì Bình Kinh nó sẽ vào dạy mà sao bây giờ chưa thấy Bình Kinh vào. Dạ lúc ở hồi sáng thì Bình nói là Bình sẽ vào. Dạ Bình có Nhật Bình có đưa bài học cho Bình xem lại rồi. Dạ với lại nữa không biết sao mà hai ngày nay nó chị Meta là cái nick Phật Pháp online của ngài đó mở room không được, vào không được. Rồi ngày nhớ lại cái password Phật giáo Nam truyền là nick chủ room, thì ngày hôm qua ngài vào bằng cái nick
cái nít Phật giáo Nam truyền, và mà coi như là không biết sao mà chị và cũng có một vài người là nói là không vào được, nên Nhật Quỳnh có bạch với ngài thì ngài nói ngài đóng rung, rồi Nhật Quỳnh mở lại thì có một số vào được, còn như chị cũng không vào được. Cái thứ hai nữa, lúc nãy Nhật Quỳnh cũng bận việc quá ở ngoài nên không có vào lâm sớm. Lúc Nhật Quỳnh vừa vào ngồi bái thì chị gọi đó, thì có một mình ngài ở trong rung, chỉ cái nít Phật giáo Nam truyền, thì ngài kêu Nhật Quỳnh thì mở rung. Dạ, thì Nhật Quỳnh đóng rung và mở rung lại, cái nít của ngài có bị kẹt cái gì không, nên là bây giờ ngài cũng đã mất tiêu luôn rồi. Dạ, thì không biết là do banh thoát, do cái nít ngài có bị ai quậy phá gì không, mà như ngày hôm qua chị mình ta nói là hạn chế người vào đậu tràng, mà Nhật Quỳnh vô trong cái ban điều hành của rung thì không có thấy một ai nào trong đó hết nha, mà cũng biết này sao luôn nha. Thì ngày hôm qua Nhật Quỳnh có gọi điện thoại hỏi ngài thì ngài nói ngài cũng chẳng biết làm sao luôn nha. Nên là bây giờ thôi, thì Nhật Quỳnh tưởng đâu ngày nay thì ngài sẽ vào đạo tràng mở nít mở rung là được bình thường, mà rốt cuộc lại không được. Mà nãy giờ Nhật Quỳnh cũng bận việc nên cũng không có nào hỏi ngài luôn, để coi coi lại sao. Tại vì có một lần ngài có cái nít sư trí đức mà chuyện nhỏ nhỏ, Nhật Quỳnh với một người bạn nữa dân nít màu cho ngài, thì ngài bị người thân cận nhất của ngài lấy nít của ngài luôn, rồi lấy nít của ngài xong đưa lên Facebook, nhiều cái chuyện kỳ cục lắm. Nhà rồi Phật tử cũng hỏi nọ hỏi kia, nhưng mà tai nạn nghề nghiệp mà người thương thì ít mà người ghét thì nhiều, nhưng mà biết làm sao ở hết vừa lòng người bây giờ. Dạ, nên Nhật Quỳnh xin trình và là như vậy. Bây giờ Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh, mời Nguyên Như lên trở lại đạo tràng Cầm Mít thỉnh pháp. Quên, Quỳnh Kinh nói không có thỉnh pháp sư. Dạ, quên rồi. Dạ, một bức thai. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Dạ, kính mời Quỳnh Cầm Mít ạ. Nam mô Bức Thai. Dạ. Nam mô Bức Thai. Dạ, Nam mô Tham Mai. Dạ, Nam mô Sai Khai. Dạ. Dạ, kính chào tất cả quý vị. Hôm nay sao vắng vậy? Mấy bữa mở cũng 5 giờ mà sao giờ mới 6 5 4 rưỡi hả? 4 rưỡi hay 5 giờ? 5 giờ Việt Nam chứ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học vi pháp tiếp. Mà hôm nay là mời sư Nhật Quỳnh post cái bài toàn bộ 25 tâm sở tịnh hảo lên để cho tất cả đọc, hay coi như là kết thúc phần tâm sở. Mà tuần rồi mình đã học xong tâm sở tự quyền và dứt phần, thì hôm nay có thể chúng ta vô sơ lược cái bài và phần mới, tức là vô về học chuyển qua về sắc pháp, học tâm pháp qua nhức đầu quá rồi qua sắc pháp cho nó nhẹ chút xíu ha. Alo, cái gì còn nghe rõ không ạ? Alo. Alo, 1, 2, 3. Rõ không? Ok, dạ. Yeah. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tấm tắc. Nam mô ta sa pha ga va do a ra to sa ma sa bu tha sa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Sammasambuddhassa.
sattamang bhagutthanam afivadi yafasisang afitamat pasangang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi sẽ nói về những gì chứa đựng trong vị dự pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tam Bảo, Nam Mô Sanh Thầy. Rồi, hôm nay là lớp học chúng ta bắt đầu vào phần thứ nhất đọc Bali, phần thứ hai là chúng ta học về sơ lược về sắc pháp một chút. Rồi đi tới chúng ta sẽ có bài đọc về sắc pháp. Tuần này thì còn sót còn thiếu đọc cái bài về tâm sở, tuần sau là đọc sắc pháp. Rồi, xin mời quý vị bên cùng nhau đọc Bali nha. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam A Di Đà, Nguyên Như ơi, Nguyên Như đâu rồi? Giọng ngày nhà giọng Vinh Nam bé thiếu hả? Vinh thấy sao, Nguyên Như? Giọng Nhật Vinh thấy sao? Nguyên Như nói thì mai có linh nghiệm với Nhật Vinh nói là thầy cứ nói là Nhật Vinh là nhiều chuyện lắm á Nguyên Như. Không nên là Nhật Vinh nghe thì Nhật Quỳnh có thể mở to lên được, nghe được. Nhưng mà có nhiều người nói Nhật Quỳnh nghe nhỏ quá mà không nói. Mà hãy Nhật Quỳnh nói thì Nhật Quỳnh bị đây. Khổ vậy đó. Mà nay có Nguyên Như nói phụ được rồi. Để Quỳnh chỉnh mic lại cho nghe rõ ràng. Đã di dụ pháp khó học rồi phải không? Mà nghe không rõ nữa rồi rất là uổng công nha. Không dám nói thì cũng uổng công Quỳnh lắm phải không? Thôi bây giờ Nguyên Như xung phong đi. Nhật Quỳnh nghĩ Nguyên Như xung phong đọc trước đi rồi mời Trần Đạo và chị Meta lên đọc à. Đấy, ok, vậy là tốt quá, có người ủng hộ Nhật Quỳnh nha Quỳnh. Không phải mình Nhật Quỳnh có ý kiến nghe đâu nghe. Rồi mời dạ mình chào Phạm Phượng về vào đạo tràng rồi mời Nguyên Như nha. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tam Bảo giá, Nam mô Sanh Thầy giá. Dạ, như vậy con xin tuân lệnh cô Nhật Quỳnh, con xin xung phong trả bài trước ạ. Chê ta sĩ ca, e cúp bà đá ní rô thà chá e ca làm bá ná quách thú cà. Chê tô dứt tà dưới bành nhà sát thầm mà chê ta sĩ ca, má tà. Dưới bành nhà xá chê tá xí cá, sắp tá chích tá xà thà rá nà, bảy, sắc tá, cá thằng, một, ê cá, phát sô, hai, dưới, quê đá nà, bà tí, sành nhà, bốn, chá túc, chê tá nà, năm, bành chá, ê cắt gá tà, sáu, chá, chi quý tình trí dằn, bảy sắp tá manasika rồ chà tí sắp tí mề chề tá xí cà sắp tá chích tá xà thà rá nà nà mát bá kinh ná cà sáu chá một ê cá quý tắc cô
hai dúy quý trà rồ, ba tí athi móc khô, bốn chát tú quý rí dằn, năm bành chá tì tí, sáu chá chành đồ chà tí chá ý mề chề tá xích cà tá kình ná cà nà má ê quá mề tề chề tá xích cà ảnh nhá xá mà nà tí quề đi tắp bà. Akusala chê ta si ká, năm bành chá. Mô chá tu chá chê ta si ká, bốn chá tu, một ê cá, mô hồ, hai túy, á hê rí càng, ba tí, á nắp tắp bằng, bốn chá tu, út thách chằng. Hai lớn, lô tí cá, chê tá xí cá, ba tí, năm bành chá, lô phồ, sáu chá, đích thí, bảy sách tá, mà nồ, ba lớn, đồ chá tú cá, chê tá xí cá, bốn chá tú, tám ách thá, đồ sồ, chín ná quá, ít xà, mười đá xá, mách chá rí dằn, 11. Ê cà đá xá, cúc chàng. Bốn lớn, thì đú cá, chê tá xí cá, hai đúy, 12. Đòa đá xá, thì nàng, 13. Tề lá xá, mít thằng. Năm lớn, quý trí kích trà, chê tá xí cá, 1. Ê cá, 14. Chút đá xá. Quý trí kích trà, trà tí chút đá xí mề chề tá xí cà á cú xá là, nà má. Sô phá ná chề tá xí cá, 25. Bành chá quỳ xá tí, à lớn. Sô phá ná xà thà rá nà, 19. Ê cù ná quỳ xá tí, 1. Ê cá, sách thà, hai, đuý, xá tí, ba, tí, hí rí, bốn, chá tú, ớt tắp bằng, năm, bành chá, á lồ phồ, sáu, chá, á đồ sồ, bảy, sách tá, tá, trá mắt, chắc tá tà, tám, ách thá, cà giá pá, sách thí, chín, ná quá, tá pá sách thí, 10. Đá xá, cà giá lá hú tà, 11. Ê cà đá xá, chích tá lá hú tà, 12. Đòa đá xá, cà giá mú đú tà, 13. Tề rá xá, chích tá mú đú tà, 13. Chút đá xá, cà giá cầm mành nhá tà, 15. Bành ná rá xá, chích tá cầm mành nhá tà, 16. Sồ lá xá, cà giá bà guồn nhá tà, 17. Sách tá rá xá, chích tá bà guồn nhá tà, 18. Ách thà rá xá, cà dút chú cát tà, 19. Ê cú ná quỳ xá tí, chích tú chút cá tà, chà tí ê cú ná quỳ xá tí mề, chê ta xí cà sô phá ná xà thà rá nà nà má chà tí ê cú ná quỳ xá tí mề chê ta xí cà sô phá ná xà thà rá nà nà má quý tá lý dồ bà tí 20 xì quỳ xá tí sầm mà hòa trà 21 ê cá quỳ xá tí sầm mà cầm mành tù 22 đoá quý xá tí sầm mà a trì vô trà tít sô quý rá tí vô nà má ấp bá mành nhà 2 đúy 23 tề quỳ xá tí cá rú nà 24
Chatuvi Sati Mudita Bana Abhamman Nhà Dù Nà Matisabhatha Bí Bành Nhìn Trí Giác 25 Bành Chá Quỳ Sa Tí Bành Nhìn Trí Về Ná Sát Thình Bành Chá Quỳ Sa Tí Mề Chề Tá Sĩ Cà Sồ Phá Nà Tí Quề Đi Tắp Bà Ết Tà Quá Tà Chá Tề Rá Sành Nhá Sá Mà Nà Chá Chút Đá Sà Cú Sá Là Tá Thà Sồ Phá Nà Bành Chá Quỳ Sà Tí Đùy Bành Nhà Xá Bá Quýt Chá Rề Tâm sở, 52 trạng thái tâm đồng liên hợp với tâm vương, đồng phát sanh. Dạ, con xin xuống mít, con xin mời vị khác ạ, thưa thầy. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ. Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin trả bài hôm nay ạ. Dạ, kéo xuống đọc. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bớt bài. Chê tá sĩ cá ê cúp bà đá ní rô thà Chá ê cà lầm bá ná quát thú cà Chê tô vút tà Đúy bành nhà xá thầm mà chê tá sĩ cà má tà Đúy bành nhà xá chê tá sĩ cá Sắp bá chích tá xà thà ra nà bảy sách tá cá thằng một ê cá phát sô hai đúy quê đá nà ba tí sân nhà bốn chá tú chê tá nà nằm bành chá ê cắt gá tà sáu chá Chì quy tình ri dân bảy sát tá má ná xí cà rồ chà tí sát tí mề chê tá xí cà sắp bá chích tá xà thà ra nà nà má bá kinh ná cà sáu chá một ê cá quý tắc cô hai đúy quý trà rồ ba tí á thi khô bốn cha tú quý rí dằn năm bánh chá bì tí sáu chá chanh đồ trà tí chá ý mề chê tá xí ca bá kinh ná ca na má ê quá mề tê chê tá xí ca anh nhá xa mà nà tí quê đi tấp ba ê cú xá lá chê tá xí cá nằm bành chá mô chá tú chá chê tá xí cá bốn chá tú một ê cá mô hồ hai đúy á hí rí căng ba tí á nốt tắp bằng cha tú út thắt chăng hai là mã lô chí cá chê tá xí cá ba tí năm bành chá lô phô sáu chá Đích thí bảy
sắc á ma nô hai la mã ba la mã đô cha tú đô cha tú cá chê tá xí cá bốn cha tú tám ách thá đô sô chín ná quá ít xa mười đá xá mắt giá lý văn 11 ê ca đá xá cút cúc chăn bốn la mã thi đú cá chê tá xí cá hai đúy 12 đá xá, thi năng 13 tê lá xá mít thang năm la mã quý chí kích cha chê tá xí cá một ê cá 14 cút đá xá quý chí kích cha cha tí chút đá xí mê chê tá xí cá á cú xá lá á cú xá la à má Sô phá ná chê tá xí cá 25 Bành chá quy xá tí A lớn Sô phá ná xà tha Rá na 19 Ê cu ná quy xá tí 1 Ê cá xá tha 2 Đúy xá tí 3 Tí hí rí 4 Chá tú Ốt tắp băng 5 Bành chá Á lô phô 6 Chá Á đô sô 7 Sách tá Tá trá mắt chắc Tá ta 8 Á thá Cá bát sách thí 9 Ná quá Chích tá bát sách thí 10 Đá xá Ca giá lá hú ta 11 Ê ca đá xá, chích tá lá hú ta. Mười hai, đoa đá xá, ca giá mú đú ta. Mười ba, tê ra xá, chích tá mú đú ta. Mười bốn, chút đá xá, ca giá cầm manh nhá ta. Mười lăm. Banh ná ra xá, chích tá cầm manh nhá ta. 16. Sô lá xá, ca giá ba gôn nhá ta. 17. Sát tá ra xá, chích tá ba gôn nhá ta. 18. Ác tha ra xá, ca dút chú ca ta. 19. Ê cú ná quy xá tí, chích tốt chú ca ta. Cha tí, ê cú ná quy xá tí mê, chê tá xí ca. Sô phá ná xà tha ra na, na má. Cha tí, ê cú ná quy xá tí mê, chê tá xí ca. Sô phá ná xà tha. Ra nà nà má quý rá tí dồ ba tí 20 quy xá tí sâm ma qua cha 20 ê cá quy xá tí sâm ma căm manh tô 22 đo quý xá tí sâm ma a chi vô cha tí tít xô quý ra tí dồ nà má ấp bá manh nha hai đúy 23 tê quy sáp tí cá rú nà 24 cha tú quy sáp tí mú đi tà bá ná Bá manh nhà vô, nà má tí, sắp bát
tha bi ban nhìn rí giá 25 ban chá quy sát tí ban nhìn rí dê na sát thân ban chá quy sát tí mê chê tá si ca so phá na tí quê đi tập ba ét ta quá ta chá tê ra sân nhà sa mà na chá chút đá xa cú xa lá ta thà sập ba nà bành chá quỳ xa tí đuý bành nhà xa ba quốc chá chá rề dạ mẹ ta đã xong dạ cảm ơn Minh Kinh dạ mẹ ta xin nhường mic cho người khác ạ. Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào Minh Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Mết Ta cho biết tín hiệu nghe rõ. À, con xin trả bài ạ. Chê Tá Sĩ Cá, Đề Cúp Bà Đá Ni Rô, Ni Rô Tha Chá, Ê Ca, Lâm Ba Ná, Quát Thu Ca Chê Tô Vút Ta Đuý Bàn Nhà Xá Thầm Mà Chê Tá Sĩ Ca Má Ta. Đuý Bàn Nhà Xá Chê Tá Sĩ Ca Sắp Bá Chít Tá xa tha ra bảy sát tá ca thăng một ê cá phát sô hai đuý quê đa nà ba tí sanh nhà bốn chá tú chê ta nà năm bành chá ê cắt gá tà sáu chá chi quý tinh ri dần bảy sát tá má ná xí cà rồ chà tí sát tí mê chê tá xí cà sắp bá chít tá xà thà ra nà nà má á cú xá lá chê tá xí cà năm bành chá một là mã mô chá tú chá chê tá xí cá bốn chá tú một ê cá mô hồ hai đuý á hí ri cằn ba tí á nóc tập bằng bốn chá tú út thắt chằn số hai là mã lô tí cá chê tá xí cá ba tí năm bành chá lô phồ sáu chá đích thí bảy sát tá ma nồ ba là mã đồ chá tú cá chê tá xí cá bốn chá tú tám ác thá đồ sồ chín ná quá ít xa mười đá xá mắt chá ri dằn 11. Ê ca đá xá cút cút chằn 4 là mã thì đù cá chê tá xí cá 2 đuý 12. Đòa đá xá thì nằng 13.
tề la sa mít thăng năm la mã vi chi kích chà chê ta xí cá một ê cá 14 khút đá xá vi chi kích chà chà tí khút đá chê ta xí cá a khú sa la na sô ba ná chê ta si cá 25 bành chá sa tí a lớn sô ba ná sa tha ra na 19 ê cù ná vi sa tí 1 ê cá sa tha 2 đuý sa tí 3 tí hí rí 4 chá tú ấp tấp bằng 5 bành chá lô a lô hồ 6 chá a đô sô 7 sát tá tá trá mắt chá tá tà 8 a thá cà giá bát sát thí 9 ná quá chích tập bá sát thí 10 đá xá cà giá hú tà 11 ê cà đá xá tá lá hú tà mười hai đoà đá xá cà giá mú đú tà mười ba tề ra xá chích tá mú đú tà mười bốn cút đá xá cà giá cầm mành nhá tà mười lăm bành nhá ra xá tá cầm mình nhá tà 16 sô la xá cà giá bá gùn nhá tà 17 sát tá ra xá chích tá bà gùn nhá tà 18 át thà ra xá cà giúp chú ca tà 19 ê cú ná vì sá tí chích túc chú ca tà chà tí ê cú na vì sa tí mê chê ta si ca sô ba na sa tha ra na na ma chà tí ê cú na vì sa tí mê chê ta si ca sô ba na sa tha ra na na ma vì Virakiyo bà tí 20 vì sa tí samma hòa trà 21 ê cá vì sa tí samma cầm mạnh tồ 22 đòa vì sa tí samma a chi vô chất trà tí tít sô Virakiyo nà má ba mạnh nhà hai đuý 23 tề vi sa tí karuna 24 chá tú vi sa tí mu đi tà bà ba ná ấp ba mạnh nhà yô na ma tí sắp ba thà bí bành nình ri giá 25 bành chá vi sa tí bàn nhìn rí về ná sát thì bàn chá vì sát thí mê chê tá si ca sô pá nà tí về đi tập bà ê tá ê ê tà quá chà tê ra sanh nhá sầm mà nà chá cút đá xà khú xá lạ tà thà sô ba nà bành chá vì sa tí đuý bành nhà xá báo quốc cha rề
Dạ, dạ xin lỗi đậu tràng Trần Đạo quên trả mít. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức diện trong gương. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, kính chào thầy kinh, dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin phép được đọc bài ngày hôm nay. Chê Tatsika e cúp bà đã niro thà cha e cà làm ba quát làm ba na quát thu cà chê tô yút thà tuy bành nhà xá thầm mà chê tát xích cà ma tà. Tuy bành nhà xá chê tát xích cà sắp bát chít tá xà thà ra nà bảy sát tá cá thần một ê cá phát sô hai túy quê đa nà ba tí sanh nhà bốn chá tú chê ta nà năm bành chá ê cách gá tà sáu chá chi quy tình ri dân bảy sát tá ma na si ca rô cha ti sát ti mê chê ta si ca sắp ba chít ta sa tha ra na na ma e cú sa la chê ta si ca năm ban cha một la mã mô cha tu cha tê chê cha tê cha si ca bốn cha tu một e cá mô hô hai đuý Ahirikan ba tí Anottabban bốn chá tú Uttakchan hai la mã lô tí cá chê tasika ba tí năm pan chá lô phô sáu chá đích thí bảy sát tá mano ba la mã đồ chá tú cá chê tasika bốn chá tú tám át thá đồ sô chín ná quá ít xa mười đá xá mắc chá ri dăng mười một ê cà đá xá cú cút chăng bốn la mã thi đú cá chê tá xích cá hai đuý mười hai đòa đá xá thi năng 13 tê la xá mít thăng năm la mã quý chí kích cha chê tá xích cá một ê cá 14 cút đắc quý chí kích cha cha tí cút đá si mê chê tá xích cá a cú sa la na má sô phá ná chê tá xích cá 25 bành cha quỳ sát tí a lớn
Sopanasatharana 19 Ekunavisati 1 Ekasattha 2 Dwi Sati 3 Tí Hiri 4 Chatu Otthabbang 5 Pancha Alofo 6 Cha Adoso 7 Sattha Tatramat cha tata tam atta kaya phat sati chín na hóa chitta phat sati 10 dasa kaya lahuta 11 eka dasa chitta lahuta 12 dwa dasa Kayamuduta 13 Terasa Chittamuduta 14 Kuddasa Kayakammanyata 15 Pannarasa Chittakammanyata 16 Solasa Kayapagunyata 17 Sattarasa Chitta Pagunyata 18 Attha Rasa Kayukutkata 19 Ekunavi Sati Chittukutkata 17 xin lỗi Chati Ekunavi Sati Sati Me Ekunavi sati me cetasika sopanasatharana nama chati ekunavi ekunavi sati me cetasika sopanasatharana nama viyatiyo ba ti Vì sát tí Samma Vajra 21 Ê ca vì sát tí Samma Kamanto 22 Đò vì sát tí Đò vì sát tí Samma Ajivo Chà tí tí sô Viratiyo nama Appamanya 2 Dwi 23 Te vi sati Karuna 24 Chatu vi sati Mudita Pana Appamanya yo namati pathavi banyinriya 25 panchavi sati banyinriye na satin panchavi sati me cetasika sopana ti vedittava Ê tha quá ta cha tê rê pan san nhá sa ma na cha cút đa sa cas cú sa la tha ta tha so phan na pan cha quỳ sa tí tuy pan nhà sa pa bú ta rê Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Trần Đạo, cô Meta đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Chê ta si ca e cúc bà đá ni rô thà chá e ca lầm bá na quà chê tô yút ta đi bàn nhà xá thầm mà chê ta si ca má ta đi bàn nhà xá chê ta si ca sắp bá chít ta xà thà ra nà bảy xá ta cả thằng một e ca phát sô hai Đủy, Quê Đa Nè, Bà, Tý, Sàm Nhà, Bốn, Chá Tủ, Chê Tá Nà, Năm, Chá, Ê Các Gá Tà, Sáu, Chá, Trì Quy Tình Thúy Dân, Bảy, Sá Tá, Má Ná Sĩ Cà Rô, Chá Tí Sắp Tí Mê, Chê Tá Sĩ Cà, Sắp Bách Chích Tá Sà Thà Ra Nà, Nà Má, Ba kinh na ca, sáu chá, một e ca, quý tắc cô, hai đúy, quý cha rô, ba tí, á thí mốt khô, bốn chá tú, quý rí dân, năm bành chá, bị tí, sáu chá, chành đồ, cha tí chá ý mẹ, chê tá xí ca, ba kinh na ca, nà má, e quá mê tê, chê tá xí ca, anh nhá sa mà nà tí quê đi tắp bà. A cú xá lá chê ta xí cá, nằm bành chả. Một là mà, mô chả tú cá, chê xí cá, bốn chả tú. Một e cá, một, hai đúy a hí rí căng, ba tí a nó tắp bằng, bốn chả tú. Hai là mã lô tí cá chê tá xí cá ba tí năm bành chả lô phú chả đít thí bảy sa tá mà nô ba là mã đồ chá tú cá chê tá xí cá bốn chá tú tám a thả đồ sô chín na quá xa mười đá xá mắt chá rí dần 11. Ê cà đá cút cút chằn 4 là mã thì đú cá chê tá xí cá 2. Đúy 12. Tòa đá xá thì nặng 13. Tề lá xá mít thần 5 là mã quy chí kích chà chê tá xí cá 1. Ê cá 14. Chút đá xá quy chí kích chà tí chút đá xí mê chê tá xí cà a cú sa là nà má sô pha nã chê tá xí cá 25 bành cho quỳ sách sô pha ná xà thà ra nà 19 ê cù ná quỳ sách tí 1 ê cá sá thà 2 đuỵ sá tí 3 tí hí rí 4 chá tú ó tắp bằng 5 bành chá á lô phô sảo chá á đồ sô sá tá tá trá mắt trá tá tà 8 á thá cà gia pá sá thí 9 na quá chít tá pá sá thí 10 đá xá cà gia lá hú tà 11 ê cà đá xá chít tá lá hú tà 12. Đòa đá xá, cà giá mú đú tà. 13. Tề rá xá, chích tá mú tà. 14. Chút đá xá, cà giá cầm mành nhá tà. 15. Bành nhá rá xá, chích cầm mành nhá tà. 16. Sô lá xá, cà giá bà gùn nhá tà. 17. Sát tá ra xá, chít tá bà gùn nhá tà.
18. Atharasa Kayuchu Kata 19. Ekunawi Sati Chittuchu Kata Chati Ekunawi Sati Me Chetasika Sofana Satana Sofana Satarana Nama Viratiyo Ba Tí 20. Vì sa tí Samma Vajja 21. Eka vì sa tí Samma Kammanto 22. Đoá vì sa tí Samma Ajivo Chà tí tí sô Virati yô nà má Appa man nhà 2. Đuý 23. Tê quy sa tí Karuna 24. Chá tú quy sa tí Mudita Pana Appa man nhà yô nà Má tí sắp bát hà bí Bành nhìn rí 25. Bành chá quy sa tí Bành nhìn rí về ná sắp thiền Bành chá quy sa tí mê Chê ta si ca sô phá na tí huệ đi tắp bà Ết ta quá ta chá tê ra sàn nhâm Sá mà nà chá Chút đá xà cú xá là Tá thà sô Phá na bành chá quỳ xá tí Đi bành nhà xá u chá rê Dạ thưa con đã đọc xong mà con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật. Dạ con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Trong Nguyễn. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, vị nào còn đọc bài thì đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh xin nhường mic. Dạ thì dạ, Nhật Quỳnh đọc bài nghe rõ. Nguyễn, cảm ơn cho Nguyễn nghe. Dạ. Nhật đọc bài chắc là ăn hụt chích quá cho Nguyễn ơi. Nhật Quỳnh lo bút bài rồi lo sửa bài ra cũng có lỗi sai. Cảm ơn đạo tràng đã tha thứ không có rầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Chê ta si cá ê cúp ba ba đá na cha ê ca mana quát thu ca chê tô yút ta đi ban nha sắc thầm ma chê ta si ca ma ta đi ban nha sa chê ta si ca sắp ba chít ta sa tha ra sắc ta cách thằng một ê ca phát sơ hai đi về đa na bà tí sanh nhà bốn chát tu chê tắc na năm banh chá ê cắt gá tà sáu chá chi vi tình vi dịch ri dân bảy sát tá samana rô chà tí sát tí mê chê tá si ca sắp bách chít tá sa thà mát Bác Kinh Đa Ca Sáu Chá Một Ê Cá Quy Tắc Khô Quy Tắc Cô Hai Đi Ra Hai Đi Quy Trà Rồ Bà Tí A Phi Móc Bốn Chá Tú Quy Đi Dằn Năm Bành Chá Bì Tí Sáu Chá Chành Đồ Chà ti chà y mê chê ta si ca Bác kinh na ca Mà na Bác kinh na ca Na má Ê bác mê tê Chê ta si ca Anh nhá sắp mà na Ti quê ti tắp Ba A cụ sa la chê ta si ca năm banh chá một la mã
mô chát tu chát chê mô chát tu chát chê ta si cá bốn chát tu một ê cá mô hồ hai đi a hi ri ki căng ba tí a nốc tấp bằng bốn chá tu út thấp chẳng hai la mã lô tí cắt chê ta xí cá ba tí năm banh chá mà nờ ba la mã đô tú cá chê cá bốn chá tu tám áp thá đô sơ nặng quá ít xa mười mắt chá đi dài một ê cá cút cút ăn bốn là bị đức cá chê ta xí khá hai đi mười hai đò đá xá thì nàng mười ba tê đá xá mít thằng năm là mã vị trí ký chà chê ta xí khá một ê cá mười bốn chút đá xá vị trí ký chà chà tích chút ta xí mê chê ta xí khá Kusala Nama So Khana Chê Ka 25 Ban Chá Vì Sát Tí A Lớn Sanna Sa Tha Rana 19 Ê Cù Na Vì Sát Tí 1 Ê Ka Sát Tha 2 Đi Sát Tí 3 Hi Đi 4 Chá Tú Ốt Tấp Bằng 5 bành chá a lô hồ sáu chá a đồ sơ bảy sát ta 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 ma ta tám a tha ca cha bát sát thi chín na bát sát thi mười đa sá ca gia la hút ta mười một ê cha sá chít ta la hút ta mười hai đo đa sá cài gia mu đục tà 13 tề ra xá chít ta mu đục tà 14 đa xá cài gia cầm mạnh nha tà 15 bành ra xá chít ta cầm mạnh 16 sô xá cài gia bà buồn nha 17 sát ta ra xá chít ta bà gùn nha ta 18 áp thà ra xá cà yút chú cà ta 19 đề cụ na quỳ sát tí chít tuốt chú cà ta chà tí ê cú na quỳ sát tí mê chê ta xí cà sô khá ta thà ra nà nà má chà tí ê cú na quỳ sát tí mê ta xí cà sơ ma na ra na na ma vi ra ti yo ba ti 20 vi sam ma wa cha 21 e các vi sat sam ma cam man to 22 đo vi sat ti sam ma a chi vô cha ti ti sơ vi ra ti yo na ap a man nha 23 tê quy sách cá rù nà 24 chát tu quy sách tích dạ sai rồi mu đi tà mana á áp mạn nhà dơ nà ma ti sắp sắp hà đi bàn nhìn đi giá chát quy sách tích bàn nhìn đi giá na sát thình bành cha quỳ sa tị mê sơ pha tị quê y tập bà ếp tà quá tà cha tê ra sành nha sa à nà cha chúp ra xà cú xà na khoa nà bành cha quỳ xà tị đi bành nhà sa ba vút cha rê thà dạ dạ kính chào mọi người.
Dạ, Nhật Quỳnh đã đọc bài kinh mời đạo tràng giá. Còn vị nào không thì đưa bàn tay, còn không có thì mình thỉnh huynh kinh ạ. Dạ, Nhật Quỳnh đang đọc tâm sở mà kính Bali một cái thai giá. Dạ, kính mời đạo tràng. Xa hà thú, xa hà thú, rất là quan hệ, quý vị đọc bài rất tốt. Có một vài chỗ sai chút xíu, thì Quỳnh sẽ là chút xíu nha. Chỗ chanh đô mình tách ra chút xíu, chanh đô cá tí mê là một cái, còn cái số 13 nó xá chứ vai tê có đá nè. Cái dưới Bình Hảo nó viết sai, còn trên ghi viết đúng. Xá số 13 hay cái cho nó đóng thống nhất nha rồi. Số 13 là lấy tên cái phần tâm á, đúng bỏ xuống dưới cái phần tâm sở Tình Hảo lại cho nó đồng bộ là ha. Tại trong sách nhiều khi người ta gõ nó bị nhảy chữ sai. À, như vậy là chúng ta đã học xong hết là 20 phần tâm sở, tức là học luôn tất cả danh pháp ha. Là một đó cái tê đó xá đó. À, bỏ với em viết chuyện là tê lá xá, đúng rồi. À, mình đã học xong 101 tâm, 52 tâm sở đã hoàn tất ha. Là xong cái phần thì hôm nay sẽ về gì học tâm sở đồng sanh này kia nọ đó qua ha. Giờ này học cái đó nhiều nhất đầu, giờ chuyển qua phần sắc pháp. Học và các cho nó đang lạ chút để quý vị biết cảm thảo thêm về như vậy. Mình tham khảo xem phần sắc thì như chúng ta biết sắc pháp trên cái bản nêu á, quý vị nghe rõ rõ không, nghe rõ ràng thôi đó. Thì mình rõ không, rõ không, Nguyên Như rõ không, ai cũng rõ. À, ok. Đây là mình nhìn lên cái bản nêu, cái gì có bản nêu nhìn lên cái phần sắc pháp á. Thì mình thấy 28 sắc pháp tất cả ha. À, 4 sắc tứ đại, 24 sắc kỳ đại sinh. À, thì sẽ nhìn cái sao á, Sĩ Nhật Quỳnh sẽ post cái bài Bali và Việt Nam luôn, Bali Việt luôn về phần sắc pháp, tức là tổng 28 sắc pháp. Tuần sau quý vị đọc thì sẽ rõ hơn. À, hôm nay chúng ta học sơ lược trước. Boss là gì? Không ai đọc nổi đâu, nhiều lắm rồi. Khoan boss, đừng có học tiêu bài luôn, học luôn nha. Muốn đọc là nó hết giờ luôn á. Đọc là hết giờ luôn. Shit, nhiều người nói boss kia xíu. Boss này của 52 tâm sở phân tiếng Việt á, để cho quý vị lấy nó về để mà coi cho biết ha. Quý vị gom cái phần tiếng Việt copy lại, với lại phần Bali ha, để mình đôi đã học rồi nhưng mà giờ làm lại cho nó đầy đủ văn bản ha. Bali rồi cái phần tiếng Việt luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vô bài học về sắc pháp là ru bá, sắc pháp chắc là ru bá. Chữ ru bá là copy chữ ru bá xuống, bỏ xuống ru bá, sắc pháp. Nguyên chữ là ru bá thăm má là sắc luôn ha, ru bá là sắc, và thăm bá thăm má là sắc pháp ngắn vậy đây. Ru bá sắc thì cái sắc về nè, từ cái chữ ru
điều đó đó, group nghĩa là tan vỡ, phân tán, hoại diệt, đó là chữ group, tan vỡ, hoại diệt, căn từ cái chữ này. Rồi nguyên chữ ru bá có nghĩa là cái gì thay đổi, gì thay hình đổi dạng. Mình ghi cho rõ ràng ra cái gì mà thay hình đổi dạng hay có một hình thể khác. Do ảnh hưởng của những điều kiện vật lý. Như nóng, lạnh, cứng, mềm, vân vân. Và định nghĩa cái chữ ru bá là cái gì mà nó có cái sự thay đổi về cái hình dạng đó, lúc này nó khác, nó có thể thay đổi được hình dạng đó, bởi vì nó do ảnh hưởng về cái điều kiện vật lý, tức là lúc mà nó có những cái sự đối nghịch nhau, lúc nóng, lúc lạnh, đứng, lúc mềm, lúc tan chảy, lúc quấn tụ, vân vân, thì đó là gọi là ru bá. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái sắc mà là ru bá đó. Sắc là luôn biến đổi và quả diệt. Rồi xuống dòng, sắc biến đổi nhanh đến đổi ta không thể gõ hai lần đúng ngay vào một nơi. Sắc biến đổi nhanh chóng, ta không thể gõ hai lần đúng ngay vào một nơi. Rồi, xong. Sắc chỉ tồn tại trong 17 chập tư tưởng hay 17 sắc na tâm. Sắc chỉ tồn tại trong 17 chập tư tưởng hay 17. Đúng rồi, xa lắm. Rồi xuống dòng tiếp. Sắc ý nghĩa gần nhất là hai chấm, hình thể phải, phần vật chất phải, cơ thể vật chất phải, vật vô tri giác chấm chấm chấm. Rồi, đúng rồi, đó là cái ý nghĩa gần nhất của cái danh từ ru bá, tức là nói nó là thuộc về cái phần vật chất, phần hình, thuộc về hình thể, cơ thể, vật chất, vân vân. Nó là một tri giác, tức là không có cái sự biết, tức là không có danh pháp, thì nó thuộc về sắc pháp, nó không có sự tri giác, không sự biết, và nó là luôn luôn biến đổi, nó thay đổi liên tục, nhanh, người ta nói nhanh đến độ mà mình không thể nào mình khó ngón tay hai lần mà chúng vô một cái sắc pháp hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái sắc pháp đó nó chỉ tồn tại trong 17 chập tư tưởng thôi, hay là gọi là 17 sắc na tâm, tức là một cái lộ trình tâm sanh lên thì 17 sắc na tâm nó đi như vậy, thì sắc pháp nó chỉ tồn tại lúc sanh và nó diệt ngay lúc cái sắc na thứ 17, và nó diệt mất và nó rất là nhanh.
nó là sắc pháp nó chỉ chậm hơn danh pháp 17 lần. Đó là cái chỗ này. Thật ra chúng ta không thể nào mà chúng ta phải gõ vô ngay một chỗ cùng một một sắc được hết. Tại vì quá nhanh với tư tưởng của mình. Thì Đức Phật dạy là khi mà búng một cái móng tay, mình búng cái tóc vậy đó, thì hàng tỷ sắc la tâm nó sanh diệt. Thì làm sao mà mình có thể bắt được một cái sắc ngay lúc đó được. Cho nên đó chúng ta không thể nào mà chúng ta bắt được một cái sắc mà đúng một lúc mà một lần có hai lần mà trúng được cái sắc pháp rồi hết. Thì như vậy qua định nghĩa này chúng ta thấy là sắc là phần vật chất, là phần biến đổi, là nó phần vô tri vô giác, và nó chỉ tồn tại trong cái 17 sắc la tâm. Rồi nó sẽ sanh, nó diệt, nó sanh cái khác. Đó là cái sơ lược về pháp. Rồi về thời Đức Phật, cái thư viện có quan niệm về thời Đức Phật có cái quan niệm về nguyên tử, giống như là bây giờ quan niệm về nguyên tử. Thì chúng ta ghi là quan niệm về nguyên tử vào thời Ấn Độ, lúc Đức Phật còn tại tiền á, đó là quan niệm về nguyên tử vào thời Ấn Độ. Copy được cái này là cho gì coi. Chữ này. Quý quý vị đọc được không? Đọc được cái này không? Alo. Được ha, vậy là boss là được ha, ok. Rồi, trong thời Ấn Độ thì người ta về cái quan niệm về nguyên tử đó, nó là một cái Brahmanu, tức là nguyên tử. Hồi xưa đó là Brahmanu. Thì một Ratharenu nó gồm 36 Tacharis. Một Tacharis bằng 36 Anus. Và một Anus bằng 36 Brahmanus. Thì một cái hộp bụi á, mà mình thấy trên ánh nắng mình rọi thấy được chút xíu, một bụi chút xíu đó trong ánh sáng thì được gọi là Ratharanu. Thì cái Ratharanu này á, giờ nó gồm có 16 cái Tacharis này, rồi 16 Tacharis này bằng bằng 36 Tacharis, rồi có 36 Tacharis đó. Thì một cái Tacharis bằng 36 Anus nữa, mà một Anus thì bằng 36 Brahmanus. Brahmanus này đó, thì một một cái Anus bằng 36 này đó, thì người ta tính vậy thì là nhân ba cái 36 này nhân lại 36 nhân 36 nhân cho 36, thì như vậy một cái Brahmanu này bằng 1/46.656 phần của Ratharenus. Thì người ta xưa ta tính vậy, thì cái Brahmanu này được xem như là một cái vật chất không thể phân chia được. Xưa ta nói là không thể phân, quan điểm như bây giờ ta nói là một cái nguyên tử không thể phân chia được, nhưng mà giờ sau này người ta tuyên bố rằng nó có thể phân chia được tiếp nữa. Nó vẫn có thể phân chia được, tức là uncuttable á. Hồi xưa là kêu uncuttable để tìm được nguyên tử á, nhưng mà bây giờ thì nó lại là cuttable, tức là có thể phân chia được, có thể tìm được nữa. Thì như vậy không phải nó là một cái duy nhất không thể phân chia được. Thì có một số sách khác người ta cũng phân theo kiểu khác. Thì có rất nhiều cách phân, giờ mình cứ biết sơ sơ vậy ha, mình biết về cái cách cấu tạo của nó. Thì theo cái khoa học á, thì ta phân sắc pháp nó theo cái kiểu của khoa học bây giờ. Thì ta nói là nguyên tử một atom á, thì nó có cái hạt nhân và cái lớp electron. Thì cái hạt nhân là cái mà nó ở giữa trung tâm của cái hạt nguyên tử đó. Nó gồm có cái hạt proton với hạt neutron. Thì người ta phân ra thì cái vỏ nguyên tử nó gồm có electron chuyển động xung quanh hạt nhân. Cho nên cái nguyên tử được cấu tạo với ba loại cơ bản là electron, proton và neutron gì đó. Thì vân vân, thì những cái cách người ta phân chia tới lúc nó còn có xíu là như vậy. Nhưng mà trong cái với cái trí tuệ mà siêu việt của Đức Phật, ngài phân tích còn sâu hơn cái vấn đề đó nữa, mà bây giờ chưa thế nào mà tìm được đó. Bởi vì trong một cái sắc mà cực kỳ vi tế nhất đó, bất không thể phân chia được nó đó, thì trong đó nó đã có 8 sắc bất ly, tức là trong một cái sắc nhỏ xíu cực nhỏ vậy nó có tới 8 sắc bất ly trong đó nữa. Thì lúc sau này quý vị học cái gì sẽ thấy là nó rất là kinh khủng, rất là đặc biệt cái chỗ đó. Cho nên mình thấy rằng trong một cái sắc, dù cho nó
nhỏ cỡ nào đi nữa, cho tới bất khả phân ly đi nữa, nhưng mà nó vẫn có một cái đó. Vậy thực sự nó có tới tám cái mà, tám cái phối hợp nó mới thành tựu được. Thiếu thiếu một trong tám cái đó thì nó không thể thành tựu một cái vật chất. Khi đã học cái đó mình sẽ thấy nó có một cái tuyệt vời cái chỗ đó không, và nó rất là logic, rất là hợp lý, chứ không phải là mình nói theo kiểu máy tính. Phân ra rất là hợp lý, rất là khoa học. Thì như vậy, nhưng mà khoa học người ta chưa nhìn thấy được đó, người ta chưa thấy được, bởi vì nó tìm tới nguyên tử rồi, sau này tìm ra nguyên tử nó là còn chia được nữa. Có thể chia được và chia không biết chia tới chừng nào. Thì cái máy móc nó cũng có cái sức giới hạn của nó, tới mức độ nào thôi. Thì như vậy chúng ta thấy là sắc pháp cũng học cũng môn này, cái sắc pháp này rất là tuyệt vời, rất là đặc hứng thú không? Rồi mình xuống dòng mình ghi là đặc tính sắc có tám, hai chấm, đặc tính sắc có tám. Dòng một vô nhân, hai chấm, vì xuống dòng một thì vô nhân, hai chấm, vì chúng không có liên hệ gì với nhân. Hai, hữu duyên, hai chấm, vì chúng có bốn duyên liên hệ: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Vì chúng có bốn duyên liên hệ: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Rồi số 3 là cảnh lậu, hai chấm, vì chúng là cảnh của lậu hoặc. Rồi số 4 cấu tạo, hai chấm, vì chúng được tạo, vì chúng được cấu tạo, cấu thành, biết cho đầy đủ ha, vì chúng được cấu tạo, cấu thành bởi bốn duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Vì chúng cấu tạo, vì chúng được cấu tạo, cấu thành bởi bốn duyên: nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Ở hai bên tâm mới vào luôn. Rồi số 4 ha. Rồi hôm bây giờ qua cái số 5. Số 5 lại thế. Lại thế. Lại thế hai chấm, trực thuộc thế gian. Rồi số 6 thuộc dục giới, vì là cảnh của dục ái, phạm vi ngũ trần. Rồi số 7 không có đối tượng, không có đối tượng, vì không thể biết cảnh. Rồi số 8 không thể bị trừ, vì không là đối tượng xác trừ. Rồi đó là chúng ta
nghiên cứu về đặc tính của sắc, nó có 8 loại. Thì chúng ta phải biết về những cái đặc tính này thì mình mới biết sắc pháp rất rõ ràng. Thứ nhất là nói về nó là vô nhân. Bởi sắc pháp thì nó không có những cái nhân liên hệ với nó. Nhân là những gì? Là vô tham, vô sân, vô si, tham, sân, si, tức là 6 nhân. Thì sắc pháp nó không có nhân liên hệ. Do cho nên đó được gọi là vô nhân. Được gọi là vô nhân. Quý vị nắm theo, tức là nó không có cái nhân nào mà để liên hệ về sắc pháp, bởi vì nó là sắc mà nhân thuộc về danh. Thì nó không có nhân liên hệ. Rồi, nó hữu duyên, tức là nó có cái duyên trợ tạo, tức là vì nó có duyên trợ tạo lắm. Tức là sắc pháp nó sanh lên phải do bốn cái duyên nó có sự liên hệ với nhau. Tức là sắc pháp do nghiệp tạo, do nghiệp nó tạo ra cái sắc đó. Những cái này chúng ta sẽ học về sau, bây giờ mình biết sơ lược cái cơ bản này trước để mình có mình học nó dễ. Thì hữu duyên tức là sắc pháp nó do có bốn duyên liên hệ. Nhất là do nghiệp nó tạo ra cái sắc. Thứ hai là do tâm tạo ra cái sắc. Chẳng hạn như giờ mình sân lên cái nó tạo ra cái sắc xấu, mình vui vẻ tạo ra sắc tốt, thì cái sắc đó do tâm tạo. Rồi thời tiết tạo, tức là thời tiết lúc mà nóng lạnh mưa gió này kia, những cái thời tiết nó tạo ra cái sắc. Rồi vật thực tạo, tức là vật thực, những cái mà nuôi dưỡng cái cơ thể mình đó, cái chất dưỡng tố nó tạo ra cái sắc pháp. Thì như vậy sắc pháp gọi là hữu duyên, bởi vì nó có bốn duyên liên hệ với nhau, tức là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Quý vị nắm ra mà. Hello, nắm được cho biết cái bông này. Được không? Dễ hả? Dạ, thì giới sắc pháp nó chỉ do bốn cái nhân, bốn cái duyên này thôi. Nghiệp, tâm, thời tiết và thực. Rồi tới cái thứ ba, nó là cảnh lậu, tức là cảnh, nó là cái cảnh của cái lậu hoặc làm cho những cái lậu phát sinh, chẳng hạn như cái cảnh sắc, cảnh thinh, hương, viễn xúc. Thì những cái cảnh này nó làm cho tham ái sanh, sân ái sân sanh, hoặc là những cái phiền não nó phát sinh cũng từ những cái cảnh này, những cái sắc pháp này, cho nên được gọi là cảnh lậu, vì chúng là cảnh của những cái lậu hoặc. Cho nên được gọi là cảnh lậu. Đây là nói một cách chung như thế, nói một cách rõ ràng chung một cách, nhưng mà thực sự sắc pháp nhiều khi đôi khi nó cũng là cảnh để mà làm cho chúng ta tạo được những cái thiện pháp, và thậm chí nó có thể giúp chúng ta để mà đi sâu vào trong cái con đường để giải thoát. Chẳng hạn như là hơi thở cũng là sắc pháp đó, nhưng mà chính hơi thở cũng giúp mà để đạt đến một cái thắng trí. Nhưng mà thật hoàn đa số là cảnh sắc, về cảnh thì như vậy sắc pháp nó là cảnh. Thường thường là cảnh chung cho những cái lậu hoặc. Rồi về cấu tạo, tức là pháp hành hữu vi cấu tạo, bởi vì nó được cấu tạo, nó được cấu thành lên cũng bởi do bốn cái duyên. Sắc pháp được cấu thành cấu tạo bởi do bốn cái duyên, tức là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực. Do vậy sắc pháp được cấu tạo, được cấu thành bởi do bốn duyên đó, thì cho nên được gọi là cấu tạo. Rồi với số 5 là tại thế, bởi vì nó được thuộc về cái thế gian, nó pháp thuộc về thế gian pháp, tức là thuộc dục giới, thuộc về sắc giới, được thuộc về thế gian, còn rồi về vô sắc giới thì không có sắc, cho nên nó thuộc ngoại thế, cho nên sắc pháp thuộc về tại thế, tức là trực thuộc về những pháp liên hệ đến thế gian. Rồi thuộc dục giới, bởi vì sắc pháp này nó liên hệ đến những cái cảnh của cái dục ái, phạm vi của ngũ trần mình đó, sắc tinh hương cái viện xúc, thì năm cái ngũ trần này nó liên hệ đến dục ái, thì được gọi là thuộc về dục giới. Nó là như vậy. Rồi không có đối tượng, tức là nó không biết cảnh thì nó không thể có đối tượng được. Rồi sắc pháp nó không biết, nó không có cái sự mà tri giác mà nhận biết được đây là sắc tinh hương viện xúc pháp gì, nó không biết được. Cho nên nó không có cái đối tượng để nó biết, cho nên gọi là không có đối tượng, không thể biết cảnh. Đó là cái đặc tính thứ 7, và đặc tính thứ 8 là nó không thể bị trừ. Không thể bị trừ đây theo cái ý nghĩa là không thể diệt trừ, giống như là mình diệt trừ về những cái phiền não về bên phần danh pháp. Vì sắc pháp nó không, mình không thể diệt trừ kiểu mà tuần tự pháp theo kiểu như
diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, cái đó không thể là diệt trừ được, mà sắc pháp nó bị diệt trừ chỉ do cái định luật bình thường, định luật của vũ trụ, định luật của thế gian là sanh trụ diệt, nó vậy thôi, nó bị vô thường, nó bị diệt trừ bởi sự vô thường thôi, chứ nó không thể do mình sự tu tập mình có thể diệt trừ được nó. Cho nên đặc tính của sắc nó có 8 cái là như vậy: vô nhân, hữu duyên, cảnh lậu, cấu tạo, tại thế, thuộc dục giới, không có đối tượng, không thể bị trừ. Đó là 8 cái đặc tính đó. Thì khi mình hiểu rõ 8 đặc tính này thì chúng ta sẽ thấy được sắc pháp nó có sự khác biệt với danh pháp một cách rất là rõ ràng. Đó là 8 cái pháp mà thuộc về đặc tính của sắc pháp. Rồi xuống dòng mình sắc phân loại có 2. Sắc phân loại có 2. 1. Sắc tứ đại. Copy chữ này cái được. Một sắc tứ đại này, Maha Phù Tà Ní sắc tứ đại ha. Sắc tứ một sắc tứ đại Maha Phù Tà Ní có 4. Đất nước lửa gió, gì ha, đất nước lửa gió. Rồi xuống dòng số 2, sắc y đại sinh. Sắc y đại sinh. Điểm này đây. Ubà đà giá rù bà ní sắc y đại sinh có 24. Mình ghi luôn cái sắc y đại sinh có 24. Thì khỏi phân loại ra để tìm hỏi hãy ghi ra. Giờ ghi là nhiều lắm. Sắc y đại sinh Ubà đà giá rù bà ní có 24. Rồi. Bây giờ mình xuống mình học cái thứ nhất trước ha. Bây giờ mình ghi chữ A lớn là sắc tứ đại. 2 chấm có 4. Đại có 4, xuống dòng 1. Nguyên tố đất. Nguyên tố đất. Chữ này đây, nó quy tha tú, nguyên tố đất. Ráp cái chữ vô luôn, nguyên tố đất. Bát quy tha tú. Rồi, xà thú. Rồi, nó căn từ cái chữ này, từ căn chữ căn căn ngữ là bút, và nới rộng ra, giãn ra, trương ra. Nới rộng ra, giãn ra, duỗi ra, trương ra. Đúng rồi, tức là cái chữ bút này, nó chữ này là một cái ý nghĩa là nới rộng, giãn ra, duỗi ra, trương ra. Thì đất nó có cái tính khuynh hướng là bành trướng như vậy đó. Rồi dòng đặc tính 2 chấm cứng và mềm. Đặc tính 2 chấm cứng và mềm.
Rồi xuống dòng khả năng hai chấm. Khả năng nâng đỡ, chịu đựng, hứng chịu các sắc đồng xanh. Khả năng hai chấm, nâng đỡ, chịu đựng, hứng chịu các sắc đồng xanh. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng ha, đánh cái bao thị á, đầu dòng á. Sắc nào thành chỗ cho các sắc đồng xanh nương nhờ thì được gọi là đất. Sắc nào thành chỗ cho các sắc đồng xanh nương nhờ thì được gọi là đất. Rồi đó là ý nghĩa của cái từ đất này ha, là nguyên tố đất á. Tức là mình đừng có hiểu là cái đất bình thường mình thấy ha. Tức là nguyên tố đất nó là những cái chất rất là tinh tế ha. Thì nó là đặc tính của cái nguyên tố đất này, nó là cái nào cứng hoặc là mềm, tức là nó hai cái đối nghịch đó, cứng hoặc là mềm thì được gọi là đất. À, thì cái khả năng mà có thể chịu đựng, có thể nâng đỡ, có thể là hứng chịu các sắc mà đồng xanh chung cái đó, đó. Thì cái đó được gọi là đất. Thì người ta nói có câu là sắc nào mà thành cái chỗ cho các đồng xanh nương nhờ thì được gọi là đất. Thì như vậy chúng ta hiểu được một cách ý nghĩa rõ ràng là đất là một cái nguyên tố cứng và mềm, và nó nâng đỡ được các sắc khác mà đồng xanh chung với nó. Có giống như là mình có cái chỗ đứng do nhờ đất, cũng như là ý nghĩa như vậy mình dễ hiểu. Ví dụ như mình đứng trên đất, nhờ có đất mình mới đứng được, thì cũng vậy, nguyên tố đất nhờ có cái chỗ cứng, mình có cái sự mà giãn ra, nới ra, trương ra như vậy, nhờ có cái chỗ đó như vậy thì những sắc khác xanh mà có cái chỗ đó được nhờ. Thì như vậy những cái chỗ nào, sắc nào mà có cái chỗ đó, có cái mà để mà hứng chịu, có cái để mà nâng đỡ thì cái đó được gọi là đất. Mình hiểu vậy. Thì khi mình nắm được những cái sắc pháp này, mình đi vào pháp hành tứ niệm xứ, mình thấy mới rất là rõ ràng. Còn mình không nắm được, nhiều khi mình lẫn lộn, nó tùm lum tà la. Thì như vậy cái được gọi là đất. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái hai chấm cứng hoặc mềm. Hai, phận sự duy trì. Phải phải cái ha, viết luôn câu này cho nó dễ rồi rõ ràng ha. Chính yếu tố đất có phận sự choán chỗ. Chính vì yếu tố đất có phận sự choán chỗ hay tạo vị trí duy trì các sắc đồng xanh. Chính vì yếu tố đất có phận sự choán chỗ hay là tạo vị trí duy trì cho các sắc đồng xanh, thì cái phận sự nó là duy trì. Rồi xa thấu, xa thấu. Rồi số 3, sự thành tựu. Sự thành tựu hai chấm, hứng chịu. Số 4, cần thiết. Có tam đại ngoài đó. Nhân cần thiết có tam đại ngoài ra, đóng ngoặc, nước, lửa và gió, đóng ngoặc. Rồi như vậy là chúng ta thấy rằng cái trạng thái của đất rõ ràng là nó có hai cái mặt của nó, cứng hoặc là mềm.
nó mềm là mềm hơn cứng, cứng cứng mềm thì nó là vấn đề thuộc đế, nó vậy không? Thì khi nào mình sờ một cái vật gì đó mình thấy nó cứng thì nó thuộc về bản thể đất, nó trưởng nó nhiều, hoặc là nó mềm cũng là đất. Và ra cứng với mềm là một sự đối đãi với nhau hai mặt. Cái mềm hơn cứng, cứng cứng mềm vậy không? Rồi cái phận sự của cái nguyên tố đất này là nó chính là nó duy trì, nó giữ cho các sắc đồng xanh, nó tạo một cái chỗ cho cái sắc mà đồng xanh chung với nó được tồn tại, nó được gọi là duy trì. Và cái sự thành tựu của nó là nó hứng chịu được, nó chịu đựng, nó hứng chịu, nó nâng đỡ được các sắc pháp. Và cái nhân cần thiết của nó là phải có đầy đủ tam đại họ hỗ trợ cho nó, tức là nước, lửa và gió. Bởi vì đất không thể tồn tại một mình, nó phải có nước, lửa và gió đồng sanh chung. Và nước cũng vậy, không thể tồn tại một mình nếu không có đất, không có lửa, không có gió. Và lửa cũng vậy, gió cũng vậy. Cho nên bốn cái đại này, nó tứ đại này là gọi tứ đại bất phân ly. Bốn cái chất này không thể nào tách rời được. Bởi vì không thể có một mà không có ba, hoặc là không thể có hai mà bỏ hai, hoặc là có ba bỏ một được. Mà phải một lúc bắt buộc phải có bốn cái. Cho nên được gọi là tứ đại, đất, nước, lửa, gió, bốn cái là phải có đầy đủ hết. Chúng ta hiểu ý nghĩa như vậy. Khi mà trong bốn cái yếu tố này đó, đất, nước, lửa, gió, cái nào nó rõ ràng hơn, nó trưởng hơn, nó mạnh hơn, nó thấy rõ hơn, thì cái đó là được mình kêu là cái tên của nó. Cái ngày nhìn thấy nó cứng, nó mềm, nó rõ trộn, nó rộ hơn thì mình gọi đó là đất. Nhưng mà thực sự trong đó nó đã có cái chất nước, trong đó nó có lửa, trong đó nó có gió. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi nói về cái mình rờ đụng một cái vật đó, thì mình rờ mình đụng mình thấy nó cứng cứng, hoặc thêm thí dụ mình rờ cái computer mình thấy nó cứng thì mình biết đó là đất. Nhưng mà khi mình rờ cứng vậy mình thấy nó có mát mát hoặc là nó ấm ấm thì đó là bản thể của lửa nó có. Thì thấy là trước tiên là nó có đất rồi, nó có lửa rồi. Mà trong đất lửa này á, nó phải có nước, tức là phải có cái chất nguyên tố đất, nguyên tố nước để nó làm cho liên kết lại, nó dính lại những cái vật thể đó. Chứ nếu mà không có cái chất nước, nó thiếu có nước, những cái vật thể này nó sẽ bị rã ra, nó sẽ bị rã rời ra, nó không được kết dính nha. Cho nên nó phải có nguyên tố nước rồi đó, và nó phải có nguyên tố gió để nó làm cho những vật thể nó được chuyển động. Thì chúng ta thấy ngay một cái nguyên tử thôi mà nó cũng đã có những cái sự chuyển động xung quanh đó rồi. Thì như vậy chúng ta thấy là đất, nước, lửa, gió là bất phân ly, không thể không có được. Đó là cái nghĩa mà tại sao chúng ta hiểu được tại sao có một phải có đầy bốn, là không thể thiếu. Có một cũng được, có hai cũng được, có ba cũng được, mà phải có đầy đủ bốn. Là đất, nước, lửa, gió là phải đầy đủ. Đó là cái phần về đất. Rồi chúng ta xuống học cái số 2 là nguyên tố nước. Nguyên tố nước rồi, a bồ tha tú là nguyên tố, chữ là nguyên tố nước. Rồi, đúng rồi, ráp chung vô nó này ha. Rồi. Nó từ cái chữ A cộng căng bay. A cộng bay có nghĩa là lớn lên, trưởng thành. Lớn lên, trưởng thành. Và nó cũng có thể là từ cái căng, cái chữ áp này nè. Chữ áp. Căn áp là A cộng B, thì đại khái những cái ngôn ngữ nó có những cái căn từ nó như vậy, mình biết như vậy thôi. Là lớn lên, trưởng thành. Rồi, tiếp dòng đặc tính nước, đặc tính của nước, đặc tính nước hai chấm, đặc tính A vô nước.
dòng, đánh gạch đầu dòng nha, chảy ra và quến tụ lại. Chà và quến tụ lại. Rồi, chương dòng đánh tiếp cái bông lúa đầu dòng đó ha. Đượm nhuần các sắc đồng xanh. Đượm nhuần các sắc đồng xanh. Rồi, chương dòng đánh cái bông lúa tiếp. Làm cho có sự tiến hóa tốt đẹp. Rồi, tiếp theo cái nữa. Gìn giữ không cho các sắc khác bị rời ra. Gìn giữ không cho các sắc khác bị rời ra. Đó là đặc tính của nước. Abo là nước. Đặc tính của nước nó có cái khuynh hướng là nó chảy ra. Và nó có thể quến tụ lại, nó có hai cái ngược nhau, nó chảy và nó quến lại, cũng như đất là mềm và cứng. Như vậy là đó là cái đặc tính của vật chất, nó có cái hai mặt như vậy, tôi kêu là tứ đại quỷ, tôi thường hay dùng chữ tứ đại quỷ, là quỷ sứ, nó hai mặt ha. Thì nước thì nó có nước là nó chảy ra và nó chảy tan lỏng chảy ra, và cái bình thường là nó quến tụ lại những cái vật chất khác, và là chảy ra và quến tụ lại. Rồi nó đượm nhuần các sắc đồng xanh, tức là những cái sắc mà xanh chung đó, nhờ có nước nó làm cho được tươi mát, được sống còn ha, được mát mẻ, được xanh tươi. Chẳng hạn như cây cối mà không có nước là coi như là nó héo quẹo, nó chết ngắt. Rồi nhờ có nước nó làm đượm nhuần các cái sắc đồng xanh chung đó. Và nó làm cho có tiến hóa tốt đẹp, là nhờ có nước làm cho những sắc pháp khác được phát triển, được lớn mạnh, được tươi nhuận, được này kia nọ, mà thì làm cho có sự tiến hóa tốt đẹp. Và đặc biệt là nó gìn giữ không cho các sắc khác bị rời ra, bị tan rã ra. Cho nước nó làm cho những sắc khác nó quến lại, mà nó dính lại, nó kết liên kết lại những cái vật chất khác. Chẳng hạn như giờ một cái cục gạch chẳng hạn, rồi nếu mà không có nước thì cục gạch này nó sẽ rời ra, nó rã ra thành rớt ra thành bột, nó không có thể nào dính lại được, do nhờ có nguyên tố nước nó gìn giữ cái cục gạch nó được tròn, nó dính lại nha, được chắc lại nha. Cho nên những cái đặc tính của nước nó là như vậy, nó là chảy ra quến lại, rồi nó làm cho những sắc đồng xanh được nhuộm, đượm nhuần, được tiến hóa tốt đẹp, được phát triển, và nó gìn giữ không cho những sắc khác bị được rời ra, bị tan rã ra. Đó là cái đặc tính của nước. Chúng ta được học như vậy. Rồi, tứ ý nghĩa 2 chấm. Một, trạng thái 2 chấm. Chảy ra hay kết hợp lại, chảy ra hay kết hợp lại. Số 2, phận sự có cách tiến hóa, có cách tiến hóa nhờ sự chảy ra và quến lại, có cách tiến hóa nhờ sự chảy ra và quến lại, nên nước làm cho các sắc đồng xanh đượm nhuần tươi tốt. Nhờ sự chảy ra quến lại, nên nước làm cho các sắc đồng xanh đượm nhuần tươi tốt. Rồi, đúng rồi. Số 3, sự thành tựu là kết hợp siết chặt lại. Kết hợp siết chặt lại.
Số 4, nhân cần thiết. Có tam đại ngoài ra, đất, lửa, gió. Nhân cần thiết, có tam đại ngoài ra, đất, lửa, gió. Nhân cần thiết có tam đại ngoài ra, đất, lửa, gió. Rồi, đúng rồi. À, như vậy tức ý nghĩa của nước có nghĩa là cái trạng thái đó, là chúng ta đã biết là nó chảy ra hay là quến lại đó, hay kết hợp lại, đó là cái trạng thái của nước. Và cái phận sự của nó, là công việc của nó là tạo một sự tiến hóa, nó có một cách tiến hóa, nó làm cho những cái sắc pháp đồng sanh chung nó được tốt đẹp. Do nhờ cái trạng thái của nó là chảy ra, nó quến lại, nó làm cho các sắc khác được tươi những được tốt tươi. Rồi cái sự thành tựu của nó là do có phần sự đó, nó làm cho cái sự thành tựu được kết hợp lại, những vật chất được kết hợp lại, được siết chặt lại. Đó là sự thành tựu của nó. Và cái nhân cần thiết là luôn luôn là phải có tam đại ngoài ra, tức là phải có ba cái sắc còn lại nữa là đất, lửa, gió. Tức là thiếu đất, không có đất, không có lửa, không có gió thì nước cũng chả làm được gì ha. Thì như vậy phải có đầy đủ đất, lửa, gió và nước mới tồn tại. Thì như vậy nhân cần thiết luôn luôn là như vậy. Rồi xuống dòng đánh cái bông qua thị rồi dòng. Đánh bông bụng bự. Đặc thù của nước là không thể tiếp xúc qua năm giác quan. Đặc thù của nước là không thể tiếp xúc qua năm giác quan. Rồi xuống dòng đánh tiếp cái bông tiếp nữa. Nước là sắc tế. Chồng đánh cái bông tiếp. Lạnh phải nóng không phải là đặc tính của nước. Không phải là đặc tính của nước. Rồi, đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh, cần phải biết để phân biệt được rõ ràng. Chứ thôi chúng ta sẽ rất dễ lầm lẫn trong vấn đề này. Thì đặc thù của nước là nó không thể tiếp xúc được, mình không thể tiếp xúc được qua năm giác quan mình, tức là qua thấy, qua nghe, qua ngửi, qua nếm, qua xúc chạm được. Cho nên mình không thể tiếp xúc được qua năm giác quan. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ thí dụ quý vị nhìn một cái hồ nước đây, một cái con sông hay là một cái hồ nước vậy đó. Thì khi thì chúng ta nhìn cái hồ nước đó, mình thấy được, mình biết là nước đó, và mình thấy được qua mắt đó, thì do đó là mình thấy cái cảnh sắc, là mình thấy được cái màu sắc của nó, thấy được cái sắc của nó, chứ không phải là mình thấy được nước. Có gì lắm được nào? Rồi mình thấy được cái sự chuyển động của nước đó. Cái nước mà nó chuyển động lăn tăn, nó chạy lên chạy xuống, mà cái đó là gió nó làm cho chuyển động chứ không phải là nước. Còn thứ hai, rồi mình lấy tay mình đụng vô nước, mình rờ đụng vô bạch bạch bạch, mình đập mạnh mạnh, nó thấy cứng, thấy nó mềm 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 đó, thì cái đó là bản thể đất, đó là nguyên tố đất chứ nó không phải là nước. Rồi khi chúng ta thọt tay xuống nước, mình thọt tay xuống nước, mình thấy nó lạnh hoặc là nó mắm hoặc là nó nóng, thì cái đó là lửa chứ không phải là nước. Quý vị nắm được này không? Bởi vì nước là sắc tế, tức là sắc vi tế, chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể thấy qua nào thấy nghe ngửi nếm xúc chạm được. Bởi vì cho nên nước thuộc về sắc tế, không thể nào chúng ta rờ động được. Và lạnh và nóng nó không phải là đặc tính của nước luôn, nó thuộc về lửa. Chúng ta nói lại lần nữa để quý vị nắm rõ cái này. Bây giờ ví dụ như một cái hồ nước mà mình nhìn thấy được, nhìn thấy được, mình biết là nước thì thực sự không phải là nước, mà mình thấy là qua cái con mắt, mình thấy qua cảnh sắc. Con mắt chỉ có bắt được cảnh sắc chứ không bắt được cái cảnh gì khác á. Thấy được cảnh sắc mà chẳng hạn như thấy cái hồ nước màu xanh,
lên bắt được cảnh sắc xanh, thấy màu nước màu vàng, màu đục, màu nâu vân vân, thì cái đó là thuộc mắt mình thấy cảnh sắc, rồi mình thấy được cái sự chuyển động lăn 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 chuyển động đó, là do cắt nó bị chất gió nó làm cho chuyển động, làm cho cái nước nó chuyển động thì mình thấy như vậy, thì đó là thuộc về bản thể gió chứ nó không phải là sắc, nó không phải là nước. Rồi mình lấy tay mình rờ đụng mặt nước đó, mình rờ rồi mình đụng vô mình thấy nó mềm mềm mềm, nó cứng cứng mềm mềm bình bình ha, thì cái đó là bản thể đất, nó là nguyên tố đất chứ nó không phải nước. Và mình thọt tay xuống nước mình thấy nó ấm ấm hoặc là nó mát hoặc là nó lạnh, thì cái đó là gió hay là lửa chứ không phải là nước. Thì như vậy nước mình không thể làm, không thể tìm được, mình không thể dùng cái ngũ quan của mình để mình thể tìm ra nước được. Cho nên nước được xếp vào phần thuộc về sắc tế, nước là sắc tế chứ nó không phải là sắc thô để mình có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm, có thể xúc chạm được. Đó là như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn chúng ta vẫn biết là nước, bởi vì qua cái kinh nghiệm cái đời sống của mình đó, mình nhìn mình biết đó là nước. Nhưng mà mình không thể nào mình rờ đúng là mình có thể cảm nhận được thôi. Quý vị nắm rồi, alo. Nắm được cái này nào không? Xin cho biết đi. Rồi không? Ok, xà thử không? Rồi, chúng ta học cái nguyên tố tiếp theo là nguyên tố thứ ba, là nguyên tố lửa. Nguyên tố lửa. Tejo tha tú, nguyên tố lửa. Tejo tha tú. Nguyên tố lửa. Rồi, căn từ chữ này. Căn từ chữ tít, tức là làm cho sắc bén, chín mùi. Làm cho sắc bén, chín mùi. Rồi. Đặc tính nóng và lạnh, âm và dương. Rồi, đó là cái nguyên tố lửa. Nguyên tố lửa nó tự căn tiếp, tức là làm cho sắc bén chín mùi, tức là cái chất lửa này nó có thể làm cho những cái sắc khác đồng sanh chung với nó, hoặc là những cái sắc pháp được mùi, trở nên được sắc bén, được chín mùi. Giống như mình nấu ăn nhờ có cái lửa nó mới làm cho những cái đồ ăn được chín. Mà mình nhìn theo lối thô ha. Nhưng mà trong lối tế thì khi mà một cái nguyên tố lửa này nó sanh lên, nó làm cho những cái sắc đồng sanh chung nó được trở nên chín mùi, được sắc bén, được nhạy bén ha. Thì đó là cái căn của cái chữ tiếp. Thì cái đặc tính của cái nguyên tố lửa này chính là nóng và lạnh. Nóng là nóng hơn lạnh, lạnh lạnh hơn nóng. Cái sự đối đãi nhau ha. Để nóng thì nó kêu là dương, mà lạnh thì kêu là âm. Đặt một cái danh từ như vậy thì khi mà chúng ta hay nghe nói là âm dương đó, thì bên Tào hay có nói về vấn đề này. Tức là đó là chỉ là một trong bốn đại, tức là nó chỉ là một phần thôi trong tứ đại thôi, nhưng mà họ rất là đặt nặng về vấn đề này, là âm dương, ngũ hành này, sanh bắt quái sanh này cái nọ đủ thứ chuyện. Thì đó là họ lấy từ cái âm dương, tức là hai mặt đối đãi của chất lửa, nguyên tố lửa. Đó là đặc tính của nó là nóng lạnh và âm và dương. Rồi cái dòng lửa ở trong thân có năm cách. Lửa ở trong thân cách hai chấm. Một, chất ấm trong thân. Thứ hai, chất nóng trong hơi thở.
Thứ ba, chất nóng quá độ. Số 4, lửa làm cho thân già. Số 5, lửa làm cho tiêu vật thực. Rồi, đó là trong thân của chúng sanh á, ví dụ trong thân của mình á, nó có năm cái loại lửa này, năm cái cách này á. Thứ nhất là cái chất lửa nó làm cho cái thân nhiệt của mình được ấm, được ví dụ như mình có khoảng ba mấy độ C, 37 độ C hàng thì làm cho cái thân mình nó có cái độ ấm, giữ ấm nhiệt, thân nhiệt, chất ấm trong thân của mình. Hoặc là trong cái hơi thở của mình, khi mình thở ra vô đó, thì trong cái hơi thở nó cũng có cái, mình thấy nó ấm á, thì đó là chất nóng trong hơi thở thuộc về lửa. Và chất nóng quá độ tức là những cái lúc mà nó nóng, nhiệt độ nó nóng lên đó, nó cao, nóng sốt hay gì đó, thì đó là chất nóng quá độ trong thân của mình. Và chất lửa nó cũng làm cho cái thân mình bị già đi, càng ngày càng già héo đi, đó là do lửa làm cho thân già. Và lửa làm cho tiêu vật thực, ví dụ như trong bao tử mình có tiêu cái chất axit, trong axit nó có chất lửa mạnh, cực mạnh, để nó làm cho tiêu vật thực. Thì đó là một cách về nói về nguyên tố lửa ở trong thân mình nó có như vậy. Xuống dòng mình này, tứ ý nghĩa 2 chấm. Một, trạng thái cách nóng. Trạng thái cách nóng. Hai, phận sự làm cho chính. Ba, sự thành tựu làm cho ấm áp. Sự thành tựu là được ấm áp. Bốn, nhân cần thiết và có tam đại ngoài ra. Thì như vậy chúng ta thấy về cái trạng thái của cái nguyên tố lửa cũng là nói về cái cách nóng, tức là có cái nhiệt, có cái nhiệt nhiệt độ là nóng, là cái nóng hay lạnh hay gì đó là thuộc về lửa, là bản thể nó là lửa. Và cái lửa thì nó làm cho những cái pháp đồng sanh chung nó được chín mùi, là phận sự của nó là làm cho chín, làm cho những sắc pháp sanh chung được chín mùi. Và thành tựu nó là được có cái sự ấm áp, cái sự nhiệt lượng là sự thành tựu của nó. Và cái nhân cần thiết cũng vậy, cũng phải có đất nước và gió, chứ nếu không có thì không thể có. Cho nên tứ đại luôn luôn là phải bổ sung cho nhau, đất nước lửa gió. Thì như vậy đó là chúng ta học về cái phần nguyên tố lửa, và cái nguyên tố cuối cùng của cái tứ đại là nguyên tố gió. Nguyên tố gió. Và vô tha tú là nguyên tố gió. Rồi. Căn từ chữ quay, chữ vây này đó, đây là nó căn từ chữ đó, là di động không rung động, di động rung động, phải không? Di động rung động. Di động. Rồi, xuống dòng đặc tính của gió 2 chấm. Gặp tự động cái lai động thay đổi chỗ, lai động thay đổi chỗ,
Rồi xuống dòng gạch dòng tiếp. Kèm các sắc đồng xanh đứng vững. Kèm các sắc đồng xanh đứng vững. Rồi, đó là đặc tính của qua vô là gió. Đó là gió, đặc tính gió là nó lai động, nó di chuyển, nó lai động, nó thay đổi chỗ. Bây giờ tới giờ nó chuyển động ha, đó là đặc tính của gió. Và đặc biệt hơn là đặc tính của gió là nó kèm cho những cái sắc mà đồng xanh nó được vững, được đứng vững. Chẳng hạn giờ mình đứng chỗ mà đứng được vững được cũng do nhờ gió nó chuyển động, nó lai động, nó di chuyển, nó tạo nên cái lực để mà nó giữ cho được vững. À, thì như vậy là bản thể của gió đặc tính nó là lai động, thay đổi chỗ, kèm cho những cái sắc đồng xanh trùng được đứng vững. À, đó là cái đặc tính của cái bản thể gió, nó là như vậy. Rồi xuống dòng đặc tướng của gió có hai. Đặc tướng của gió có hai. Dòng tĩnh phong và động phong. Tĩnh phong và động phong. Rồi, xuống dòng ghi gặp đề số 1 tĩnh phong. Làm cho các sắc đồng xanh được quân bình, thăng bằng. À, tĩnh phong là làm cho các sắc đồng xanh được quân bình, thăng bằng. Số 2, động phong. Làm cho các sắc di động, lai chuyển. Rồi như vậy chúng ta có hai cái đặc tướng của cái gió là về tĩnh phong, nó làm cho những cái sắc mà xanh chung với nó được quân bình, được thăng bằng, được vững, được đứng vững. À, nó vậy thôi, cái tĩnh phong nó làm việc đó. Và cái động phong thì nó làm cho những cái sắc nó được chuyển động, được di chuyển, chạy tới chạy lui chạy qua lại được ha, nó được chuyển động được. À, thì đó là động phong. Thì như vậy chúng ta có được hai cái gọi là tĩnh phong và động phong. Rồi xuống dòng gió ở trong thân có 6 cách. Gió ở trong thân có 6 cách. Một, gió thổi lên. Hai, gió thổi xuống. Ba, gió thổi trong bụng thường xuyên. Bốn là gió trong ruột già. Số 5, gió đi khắp châu thân. Số 6 là hơi thở vô, hơi thở ra. Rồi, đó là 6 cách nói về cái bản thể của gió, tức là nguyên tố gió ở trong thân của mình. Tức là cái thứ nhất là cái gió mà thổi lên, tức là từ dưới nó chuyển động nó thổi lên. À, gió thổi lên thì được gọi là cái thứ nhất là gió thổi lên.
Rồi chẳng hạn như mình ở lên hoặc là mình ngáp thì nó do cái nguyên tố gió đó, nó là cái sức chuyển động nó đẩy lên, là cái chất gió thổi lên. Rồi cái gió thổi xuống tức là từ trên nó đẩy xuống ra ngoài, chẳng hạn như mình đánh giấm hay là mình xì hơi nó thì gọi là gió thổi xuống, gió nó đẩy xuống. Rồi cái gió thổi trong bụng thường xuyên tức là trong bụng mình luôn luôn có cái gió chuyển tới chuyển luôn liên tục thường xuyên như vậy thì là gió thổi trong bụng thường xuyên. Mà gió thổi trong bụng thường xuyên này thì chúng ta khi mình quan sát rồi mình với mình ví dụ niệm phòng bộ xẹp phòng xẹp cái bụng thổi lên rồi chuyển lên chuyển xuống nó cũng là gió trong bụng thường xuyên nó chuyển như vậy. Thì khi mình theo dõi mình hít vô thở ra, khi mình hít vô thì cái hơi thở nó không có vô bụng, nó không có xuống bụng mà nó vô trong phổi, nó xuống trong cái vùng phổi sâu ngay cái bệnh cách mô á, nó mới đẩy cái bệnh cách mô nó ép cái gió trong bụng. Thì cái gió trong bụng mà phồng lên mà sẽ ép xuống được là đó là cái gió này, là cái gió thổi trong bụng thường xuyên này. Chứ nó không phải là hơi thở nha quý vị. Mình phải để ý là hơi thở nó chỉ vô trong phổi thôi chứ nó không có vô trong bụng. Bụng là chỉ là cái gió này, gió thổi trong bụng nè. Cái gió trong ruột già, tức là trong ruột già mình có cho cái gió nó chuyển động nó làm cho đẩy những cái phần ra ngoài ha, thì gió trong bụng da, rồi gió mà đi khắp cho thân, rồi nó đi chuyển động khắp trong cho thân mình, trong mạch máu nó chuyển động khắp nơi trong cho thân mình. Thì cái này chúng ta đọc kiếm hiệp chúng ta hay nó thấy là luyện dẫn dẫn khí công đó, là chuyển khí là chuyển chạy là tiểu châu thiên đại châu thiên, nó chạy vòng vòng thân. Thì gió là gió đi khắp cho thân. Rồi hơi thở vô hơi thở ra, tức là thở vô thở ra đó là thuộc về bản thể là gió. Thì khi hơi thở mình thở vô thì mình biết đó là bản thể gió nó chuyển động vô, biết hơi thở là bản thể gió nó đang chuyển động ra, vô ra là thuộc cái đó thuộc về bản thể gió. Rõ ràng như không? Rồi khi cái sự mà hơi thở gió hơi thở mình thở vô mà nó đụng cái đầu mũi mình biết được cái sự xúc chạm đó thì cái đó không phải là gió, rồi cái đó là đất, rồi có sự xúc chạm cái sự đụng đụng vô và thuộc về bản thể là đất chứ không phải là gió. Thì mình hơi thở vô mà mình thấy ấm 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 thuộc về lửa chứ nó không phải là gió. Thì vậy trong cái hơi thở xong thì chúng ta đã thấy được đất lửa gió là đầy đủ trong đó, chứ không phải là chỉ là gió không. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng để mình thấy được cái thực tướng của các pháp. Rồi xuống dòng là tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa: một, trạng thái lay động hay căng phồng ra; hai, phận sự làm cho lay động; số 3, sự thành tựu hai chấm sự chuyển động kéo đi. Sự thành tựu là sự chuyển động kéo đi. Số 4, nhân cần thiết có tam đại ngoài ra: đất, nước, lửa. Nhân cần thiết có tam đại ngoài ra: đất, nước, lửa. Rồi đó là tứ nghĩa của cái nguyên tố gió, là trạng thái nó là sự lay động, sự chuyển động, sự lay động hay là nó căng ra. Nhưng mà mình phun căng bụng lên đi đó là thuộc về nguyên tố gió, là trạng thái đó là lay động căng ra. Thì mọi cái sự rung động hay là mọi một cái áp lực nào đó của sắc pháp làm đẩy đi dời chuyển là chuyển động rung động, cái nào làm cho rung động làm cho căng ra dời chỗ thì đó là từ nguyên tố gió nó làm chủ lực, nó làm chủ động.
Thì chúng ta phải nắm rõ cái này, bởi vì mình những cái sắc pháp mà mình biết rõ thì mình đi vào tứ niệm xứ về niệm thân mình thấy, nó mới thấy được đúng những đúng pháp được, nhưng mà mình không thấy được đúng đâu. Thì cái trạng thái nó là như vậy. Rồi cái phận sự đó là nó làm cho sự cho có sự lay động, tức là cái gió này nè, cái gió mình học là bản thể nó nguyên thể tố, nó làm cho những cái sắc và đồng sanh chung nó được chuyển động, được rung động, được đổi, được dời chỗ. Và nó làm cho những cái sắc được, chẳng hạn như mình đi mình dơ chứ mình bước đi, nó cái sự chuyển động đó đó là chính là do cái nguyên tố gió nó làm, chứ không phải là những cái sắc khác, mà nó là cái nguyên tố gió nó làm cho chuyển động. Và gió nó cũng làm cho những cái sắc là được đứng vững. Giống như mình giờ mình bơm cái hơi vô cái bánh xe đó, giờ cho cái bánh xe nó căng cứng lên, thì nó là làm cho cái xe được đứng vững, nó không bị sẹp, bị nghiêng lệch. Thì gió nó cũng là vừa làm cho dời chỗ, vừa làm cho được cứng, được đứng vững. Thì như vậy cái phận sự của gió nó làm như vậy, nó làm cho lộng, nó làm cho chuyển động, làm cho dời chỗ, làm cho được trụ vững, vân vân. Thì như vậy khi chúng ta hành vào những pháp hành về niệm thân, mình sẽ thấy ngày như giờ mình nói mình nhờ mà bước, khi mình nó bước trong cái ý nghĩa mình muốn bước đi thì cái nó tạo ra cái nguyên tố gió nó sẽ đẩy cái thân mình chuyển động. Thì đó là nguyên tố thật sự, nó là thực tính pháp, là thuộc về bản thể gió. Và cái này là chúng ta phải cần thấy nè, cái này chúng ta cần phải liễu tri, cần phải nhận thức được nó một cách rõ ràng, chứ không phải mình đi mình dơ nó phải trái dơ bước đụng đạp, không phải đó. Đó chỉ là tục đế thôi. Cái mà mình cần phải thấy đi là chính là cái gió, nó thấy được cái bản thể gió này mới thật sự là mình thấy. Gió nó làm cho thân chuyển động chứ không phải là cái chân chuyển động. Bây giờ nắm được ngay cái gốc của nó, gốc của cái sắc pháp này. Thì như vậy đó là phận sự nó là như vậy. Rồi thành tựu tức là có cái sự chuyển động, sự kéo đi, dời chỗ, chuyển động, kéo đi, kéo nhiều cánh khác. Giờ do nhờ cái kêu là nhờ cái động năng của cái gió đó, nó làm cho thành tựu được cái sự chuyển động. Cái thân mình bước đi được, chuyển động kéo đi được là do nhờ cái lực của gió nó làm như vậy. Và cái nhân cần thiết các bạn, nó phải có đầy đủ tam đại hỗ trợ cho nó, tức là đất, nước và lửa. Không có đất, nước, lửa thì gió cũng làm được gì hết. Thì như vậy tứ đại là bất phân ly, đất, nước và lửa. Rồi như vậy là chúng ta đã học xong được đất, nước, lửa, gió. Thì chúng ta ghi một cái câu chót, đó là sắc tứ đại gom chung lại được gọi là tứ đại chủng hay tứ đại minh. Sắc tứ đại gom chung lại được gọi là tứ đại chủng hay tứ đại minh. Rồi, thì khi mà bốn cái sắc này, đất, nước, lửa, gió này mình gom chung là mình nói đó, thì gọi nó là tứ đại chủng. Bởi vì nó là bốn cái lớn nhất, bốn cái chính, bốn cái vật chất mà lớn, chủng là căn chủng của nó, là được gọi là tứ đại chủng, hay được gọi là tứ đại minh. Minh là sáng, là rõ rệt. Bốn cái tứ đại này được hiển bày cái rõ rệt, được trình bày rõ rệt như vậy thì được gọi là sắc tứ đại, hay là tứ đại chủng, hay là tứ đại minh. Đó là hôm nay là cái bài học chúng ta bước qua phần sắc pháp, chúng ta nắm rõ về ý nghĩa về đất, nước, lửa, gió. Chúng ta coi phải học một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, bởi vì những cái vấn đề này nó liên hệ đến pháp hành rất là nhiều. Nếu chúng ta nắm không rõ, rất là khổ sở cho cái vấn đề mình tu học ha. Nhất là đi tu về thiền quán, Vipassana, về tứ niệm xứ đó. Ngày xưa chúng ta học cũng không được rõ, lúc mà đi vô pháp hành, lúc mà mình bị lẫn lộn tùm lum, mình bị bơi tùm lum, mình không biết cái nào là cái nào, và không biết phải nương, phải không biết là phải quán cái gì, cái nào trước, cái nào sau, phải quán cái nào. Chẳng hạn như giờ mình ngồi mình thở, phòng sẽ ba phòng bao giờ mình không biết mình thấy cái gì, cái nào làm cho phòng, cái nào làm cho nó sẽ. Rồi nếu nói về gió thì biết gió gì, hơi thở là gió, mà hơi thở là nó chỉ vô trong phổi, nó đâu vô bụng đó. Nó làm cho mình bị hoang mang, mình bị hoài nghi đủ thứ. Rồi lúc đi thì
vô thiền viện người ta không có, nói rõ cho mình đi như thế nào, người ta chỉ mình là về nghĩ mà phải bước trái bước phải bước trái bước, thì mình tương tự mình tập thôi vậy. Rồi khi tập thời gian cái người ta chỉ phân thêm và phải dơ bước đụng đạp, trái dơ bước đụng đạp. Rồi có vị kêu là khi mỗi lần phải dơ đụng đạp xong qua trái rồi chuyển cái tâm qua trái, chuyển tâm qua trái rồi trái rồi bước đụng đạp rồi kia. Thì chia ra đủ thứ vậy đó. Thì cái đó là những lúc sơ cơ thì chúng ta có thể tập vậy, nhưng mà thật sự nó làm cho mình hoang mang rất nhiều, gây rối đủ thứ, mình không biết đâu mò. Thì bởi vì cái tâm mình nó cứ chạy theo cái đó, nó phải rồi bước dơ rồi bước rồi đụng rồi đạp rồi chuyển cái tâm qua bên trái, rồi cái tâm mình nó chạy qua bên trái nữa, rồi nó chạy qua chạy lại chạy qua nên lát cũng khùng. Thật sự nó chỉ là bản thể gió thôi, mình biết rồi mình chỉ còn quan sát cái bản thể gió nó chuyển động, dù nó đi cái mình để ý cái gió nó chuyển. Có một lần chúng tôi cũng thấy được, thấy được đó, đi thấy gió nó tự làm như có một cái luồng vậy, nó ngừa nó đẩy mình đi tới, nó đẩy chuyển tới giật mình. Cái lạ nhiều cái mình khi mình một tích tắc một cái sát na là mình bắt được, tức là mình thấy mình rất là quan hỷ, rất là xa thúc. Nhưng mà không phải dễ gì thấy được cái việc, rất là khó, phải tập nhiều, tập thường xuyên mà phải đầy đủ đúng cái phương pháp thì chúng ta mới có thể thấy được cái bản thể của sắc thực tính này. Đó là hôm nay là chúng ta học được bốn cái phần tứ đại, bốn cái coi như là rất là quan trọng trong pháp học cũng như pháp hành. Quý vị nắm được coi cho kỹ thì mình hành thấy rất là hoàn hỷ. Ví dụ như mình ngồi hít thở vô thở ra, hít vô thở ra thì nó như thế nào thì như lúc đó mình sẽ biết liền. Ví dụ hơi thở nó chuyển động, biết là bản thể gió nó đang chuyển động. Rồi cái sự xúc chạm là mình biết là bản thể của đất. Rồi cái sự nóng sự lạnh biết bản thể của lửa. Thì mình biết rõ ràng như vậy một cách sáng suốt. Thì đó là chúng ta đã học xong về cái tứ đại. Tứ đại hôm nay là không biết quý vị có nắm được không, quan hỷ không, quan hỷ xin cho biết ạ. Rồi ok, là nhờ sẽ dùng post cái bài tiếng Việt lên của cái bài trước nha, cho quý vị copy lại để mà giữ làm tài liệu phần tiếng Việt của 25 tâm sở tình hảo, 52 tâm sở tình hảo. Rồi hôm nay là chúng ta đã hoàn tất buổi học ha, do phước báo mà chúng ta đã học hôm nay về tứ đại. Nguyện cầu tất cả luôn năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng được nhau cả. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khả Giác. Cầu mong quý vị nắm pháp được thật tốt đẹp. Rồi xin xuống mic nhận lại cho các bạn. Dạ, sa thú đằng thai, dạ Nhật Vinh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Vinh Kinh rất là nhiều và cũng cảm ơn Châu Nguyễn rất là nhiều. Hôm nay có Châu Nguyễn bốc bài thì Nhật Vinh thấy nhẹ nhàng lắm. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, nhưng mà Vinh Kinh hồi nãy biểu Nhật Vinh bớt cái gì mà Vinh Kinh? Vinh biểu Nhật Vinh bớt cái sắc thai hôm nay hay là bớt cái gì Nhật Vinh nghe không có rõ. Nhà Vinh nói lại dùm ha. Dạ, năm mô bích thai nha. 52 phần. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Vậy bây giờ vừa cầm mic vừa quát là nó té. Dạ, vậy bây giờ. Dạ, vậy bây giờ chị Mê Ta. Dạ, cái bản của Nhật Bình đã làm sẵn rồi cho Nguyễn. Dạ, mời chị Mê Ta hoặc cho Nguyễn cầm mic đi ngang Nhật Bình bớt ra xong rồi để cho quý vị trong đầu tràng copy lại để Nhật Bình sẽ cầm mic trở lại để Nhật Bình đã thỉnh Đại Đức Pháp Trang rồi hồi hướng và sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Trang chúc phúc. Dạ mời. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, cầm mic rồi để làm gì cô? Dạ đọc lại hay sao cô? Dạ vậy mấy ta đọc lại ạ. Tâm sở 52 trạng thái tâm
đồng liên hợp với Tam Vương, đồng phát sanh và đồng hoại diệt cùng Tam Vương, đồng có một đối tượng. Nó chạy hoài. Đồng có một đối tượng và một căn cùng Tam Vương được gọi là chê tá xí cá, tâm sở. 12 loại tâm sở. Tâm sở biến hành có 7. Thế nào? 1. Xúc. 2. Thọ. 3. Tưởng. 4. Tư. 5. Nhất hành. 6. Mạng quyền. 7. Tác ý. 7 tâm sở này nằm chung trong tất cả các loại tâm. Tâm sở biệt cảnh có 6. 1. Tầm. 2. Tứ. 3. Tháng giải. 4. Cần. 5. Hỷ. 6. Dục. 6 loại tâm sở này được gọi là riêng biệt hay biệt cảnh Bát Kinh Na Ca. Như vậy 13 tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tợ tha. Tâm sở bất thiện có 5 nhóm. 1. Nhóm 1. Si phần tâm sở bất thiện biến hành có 4. 1. Si. 2. Vô tà. 3. Vô quý. 4. Phóng dật. 2. La mã. Nhóm 2. Tham phần có 3. 5. Tham. 6. Tà kiến. 7. Ngạn. Ba la mã. Nhóm 3. Sân phần có 4. 8 là sân. 9 tật. 10 lận. 11 hối. 4 la mã. Nhóm 4. Hôn phần có 2. 12 hôn trầm. 13 thụy miên. 5 la mã. Nhóm 5. Nghi có 1. 14 hoài nghi. 14 tâm sở này được gọi là bất thiện. Tâm sở tịnh hảo có 25. A lớn. Tâm sở tịnh hảo biến hành có 19. 1. Tính. 2. Niệm. 3. Tàm. 4. Quý. 5. Vô tham. 6. Vô sân. 7. Hành xả. 8. Tịnh thân. 9. Tịnh tâm. 10. Khinh thân. 11. Khinh tâm. 12. Nhu thân. Mười ba nhu tâm, 14 thích thân, 15 thích tâm, 16 thuần thân, 17 thuần tâm, 18 chánh thân, 19 chánh tâm, 19 tâm sở này được gọi là tâm sở tịnh hảo biến hành. B. Tâm sở giới phần có 3, 1 chánh ngữ, 2 chánh nghiệp, 3 chánh mạng. Ba tâm sở này được gọi là giới phần. C lớn, tâm sở vô lượng phần có 2, 1 là bi, 2 tùy hỷ. Hai tâm sở này được gọi là vô lượng phần. D lớn, tâm sở tuệ quyền có 1, tuệ quyền. Với tuệ quyền 25 tâm sở này, trong mọi trường hợp phải được hiểu là tịnh hảo. Và như vậy là chấm dứt rồi. Dạ mấy ta xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ còn tiếp. Tóm lược 13 tâm sở tợ tha cùng thế ấy. 14 cho tâm sở bất thiện. 25 là tịnh hảo. Vậy 52 tâm sở đã được liệt kê. Dạ như vậy là đã đọc xong. Dạ xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ sà thủ sà thủ. Kính cảm ơn chị Bách Tà rất là nhiều. Năm mô Bích Thai. Dạ 20 điểm được, quá giỏi. Dạ năm mô Bích Thai. Dạ dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi tính pháp ạ. Và chúng con cung thỉnh đại đức pháp trang ạ. Nam mô Bích Thai giá. Xin sư chúc phúc đàn ạ. U ta mang ghê na quán đê hăng ba đà phạm sung và ruột ta mang buốt thể dơ khá lì tơ ô đô sơ buốt thâu khá mặt tù tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cuối đầu làm lễ quy trần nghĩa chân.
Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thanh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến đạo, cuối sinh Phật bảo sắc tội lỗi ấy cho